Xin chào tất cả các bạn nữa nha. Hôm nay mình lên cho các bạn một con đồng pha. Bây giờ mình sẽ nói sơ về con chim này nha các Thì trước hết thì mình sẽ nói về cái vấn đề con chim, cũng giống như là các bạn mua thì có được đảm bảo an toàn hay không. Thì chim mình bán đây cũng là mấy năm rồi các bạn, thì ship được toàn quốc hết nha các bạn. Chim ấy là gửi xe các bạn, chứ không phải như cái đồ vật là phải gửi shipper, gửi xe nha. Thì tùy theo cái khu vực của bạn ở xa gần, thì chim mình bán là tại vì mình là nằm ở ở miền Trung, nó nằm giữa đất nước nên là nó ra Bắc xuống miền Nam miền Tây đều ok hết nha các bạn, và mình có bảo hành cho cái vấn đề mà đi đường xe cộ đó, ví dụ như chim nó chết dọc đường hay gì đó là mình sẽ hoàn trả lại các bạn đủ nha các bạn. Đó là vấn đề mình bảo hành nó như vậy. Tiếp theo là mà tùy thuộc vào cái con chim mình sẽ bảo hành cái nước chơi đó. Còn đó là bảo hành cái nước chơi nha, còn bảo hành con chim mà về nuôi bệnh tật hay cái gì chết trong thời gian ngắn 1 tháng trở lại là mình vẫn bảo hành, cái đó là tất cả con chim mình vẫn bảo hành. Còn cái mà bảo hành mà về cái nước chơi thì tại vì nó tùy thuộc vào con chim, có những con nó không có nước thì mình cũng nói là nó không có nước là mình không có bảo hành, còn đối với những con nó có nước là mình sẽ bảo hành đó. Thì mình nói sơ về cái hình thức mà chim và bảo hành nó như vậy. Thì con này bây giờ mình sẽ cũng cũng sẽ lên và cũng sẽ bảo hành cho các bạn về con chim này. Này, thứ nhất là cái con chim này là một con đồng pha tốt tiếng, nó gần ngang tiếng thổ đó, âm nó tốt tiếng gần ngang tiếng thổ, gáy một hậu nha các bạn, gáy một hậu. Con này thì gù cứng nha, mình bảo hành nha các bạn, bảo hành này gù cứng khống mạnh kèm đó, bảo hành ba nước đấy cho các bạn. Thứ nhất ấy là mình bảo hành ấy là tại vì là cái con chim đấy là mình là người đi bẫy về, mình nuôi lên và mình theo dõi rất là chặt chẽ. Bây giờ nó đang là chim bổi, con này là 6 tháng lòng rồi nha các bạn, nhưng mà các bạn nuôi khoảng 2 3 ngày là các bạn sẽ nghe nó tự nó nhiên nó đứng nó sẽ khóng nó kèm ra liền. Đó. Nó tự nó đứng nó kèm nó khóng ra luôn, không cần gì. Đó là người ta gọi là gáy trộm. Mà tại sao gáy trộm, có con nó gáy trộm nó gáy không mà nó không có kèm có khóng, mà có những con là nó đứng nó tự nó khóng nó kèm luôn. Thì ví dụ như cái con chim ấy mà nó có nước khóng nó kèm ấy thì thay vì nó gáy là nó cũng trổ ra luôn nha các bạn, nó vẫn gù như vậy đó. Bạn nào nuôi chim thì cũng sẽ thấy nó đứng một mình nó gù như vậy đó, cái đó là nó cũng giống như nó gáy trộm thôi, nó trổ bày ra đó các bạn. Thì con này nó là như vậy nha các bạn, nó rất là đặc biệt đó các bạn. Về ngoại hình của con chim này thì mình sẽ quay sơ này, nãy giờ mình cũng quay nó lâu rồi, nó cũng thân hình bắp chuối tướng oai phong ngực nở nha các bạn đó. Nó về ngoại hình con chim nó như vậy thôi, ngực nở này, nó hình là bắp chuối này nha. Thực ra thì mình theo dõi chim rất là chặt chẽ rồi mình mới chia lên cho các bạn. Mình treo trong nhà mình là tầm khoảng 5-6 con chim đó, là mình theo dõi ví dụ như con nào mà nó khóng nó kèm nó trổ ra mình cảm thấy nó lên đó các bạn. Tại trong nhà là mình ở trong nhà thì sáng sớm hay chiều tối đồ là nó gáy nó gù hết á. Những con chim mà các bạn treo trong nhà là các bạn sẽ nghe nó rất là rõ đấy, nên là các bạn cũng nắm giữ được cái con, cũng cũng biết được cái tình trạng của con chim mình nó như thế nào đó. Thì mình là thường như vậy nên mình đồng thời là mình có một cái kho treo chim riêng, thì mình cũng có camera giám sát hết bạn để mình theo dõi chim. Nhưng mà nó trường hợp mà những con nào mình cảm thấy cần đem vô nhà thì mình mới đem, như con này là mình đã bỏ trong nhà nay coi là nửa tháng nay là theo dõi rất là ok rồi. Mà con này mình nuôi được 6 tháng lòng rồi nha các bạn. Mắt nó cũng lên đỏ nghe. Để mình quay phía này cho các bạn xem. Ngực rất là nở.
bạn nhìn thấy này, bộ ngực rất là nở nha các bạn. Thì một con chim mà nó toàn diện thì con này thì về ngoại hình nó thì cũng khá là ok rồi. Nước non nó thì khống kèm đầy đủ, nó cứng gù nữa các bạn. Thì các bạn có thể chơi đất chơi cây gì cũng được hết, nhưng mà những con như thế này thì nên dành để dành chơi cây. Tại có một con chim cây mà nó nước non nó đầy đủ mà nó cứng gù rất là khó trong quay dễ đâu nha các bạn. Nó dành chơi cây, khi nào bạn chơi cây mà cảm thấy ngán rồi á thì lúc đó bạn cho xuống đất, nếu mình chặt cho nó quay lại thì lúc đó bạn sẽ cho con chim nó xuống đất, lúc đó bạn chơi đất cũng được. Ngực đã không, cũng nhát cho em có dạng mình chọc thử cho nó nhảy đó. Mà chim rừng là phải như vậy đó. À, mình sẽ lên mã trên video luôn nha các bạn. Bạn nào cảm thấy mình thích, mình hợp lý thì liên hệ trực tiếp cho mình. Tại vì mỗi người một có mỗi cái gu các bạn, không phải ai cũng giống ai đâu. Có người mà mình đăng con chim lên hạp một phát là lấy liền, có người thì họ chần chừ hạp nhưng mà cũng ngại chần chừ, tới lúc hỏi lại thì bán mất rồi lại tiếc. Đó, nên là nhiều khi là mình tìm chim nhưng mà mình cảm thấy nó thích hợp với mình là mình cũng nên lấy sở hữu. Tại vì con chim này là cái thú vui, cái niềm vui mình chơi, nó không có mất mát cái gì hết bạn. Các bạn càng nuôi thì nó càng lên thì con chim nó càng giá trị, chứ không phải như cái xe các bạn mua các bạn đi thì nó tuột giá. Chứ còn cái con chim thì các bạn nuôi càng lên là càng có giá trị. Đó, nó khác nhau với những cái thứ khác, nhưng mà chúng ta chơi được lâu dài, dòng này nó rất là thọ. Bây giờ là cô gáy rất là thịnh hành, mỗi nhà thì mình thấy nhiều nhà lắm, nó hay treo trước nhà rồi sau nhà để nó gáy gù vui chơi, cũng có người người ta chơi mồi. Nhưng mà những con này là nên chơi mồi, dành để chơi mồi. Còn những con nghe gáy thì lúc nào mình đăng lên mình, những cái con mà nó bình thường thì các bạn để dành nghe gáy chơi nó cũng được. Chân lùn nha các bạn, chân lùn mà chân cũng đẹp. Rồi, thôi mình xin chào tạm biệt các bạn nha.